Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước cho biết là đang phối hợp với Bộ Công an để triển khai làm sạch dữ liệu cho khách hàng. Và đây là một trong những giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Toàn bộ 51 triệu dữ liệu khách hàng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam và các tổ chức tín dụng bảo đảm được xác minh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc xác thực khách hàng điện tử sẽ loại bỏ được những tài khoản không chính chủ, xóa sổ tài khoản giả mạo. Theo Ngân hàng Nhà nước, đây là một trong những giải pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới. Để ngăn chặn nguy cơ dùng giấy tờ giả mở tài khoản, ngành ngân hàng sẽ xác thực khách hàng trực tuyến, trực tiếp và tại quầy trên các kênh giao dịch. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu các giải pháp để bảo đảm xác thực được người thực hiện giao dịch và chủ tài khoản, đồng thời yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp để hạn chế cho thuê cho mượn tài khoản. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, C06 đang phối hợp với các ngân hàng là tổ chức đào tạo kỹ năng nhận biết giấy tờ tùy thân thật giả cho các nhân viên nhằm giảm thiểu rủi ro khi giao dịch tại các quầy, chưa áp dụng công nghệ xác minh danh tính công dân. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Dự kiến là thông tư mới sẽ được ban hành trong thời gian tới. Dự thảo mới quy định nhóm đường bay có khoảng cách dưới 500 km vẫn giữ nguyên mức giá trần 1,6 triệu đồng một vé một chiều. Nhóm đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, mức giá trần tăng 50.000 đồng một vé một chiều. Nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá trần tăng từ 2,79 triệu đồng lên 2,89 triệu đồng một vé một chiều. Ở khoảng cách đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mức giá tối đa là 3,4 triệu đồng một vé một chiều, cao hơn 200.000 đồng so với quy định hiện hành. Nhóm cuối cùng, khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên được đề xuất mức giá 4 triệu đồng một vé một chiều, cao hơn 250.000 đồng so với quy định hiện hành là 3,75 triệu đồng. Đây cũng là nhóm được đề xuất tăng giá mạnh nhất, tới 6,67%. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nhằm bảo đảm các nguyên tắc định giá, quy định tại pháp luật về giá, đồng thời thận trọng, công khai, minh bạch, tính toán mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp, bảo đảm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023, chiều ngày hôm qua, Ban An toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chiến dịch Hãy tuân thủ tốc độ quy định. Chiến dịch Hãy tuân thủ tốc độ quy định thể hiện qua clip truyền thông mô tả tình huống va chạm giao thông giữa ô tô với hai mẹ con đang đi xe gắn máy. Đó là nỗi đau của đứa trẻ mất mẹ do hành vi chạy quá tốc độ của người lái xe ô tô. Chiến dịch Hãy tuân thủ tốc độ quy định gồm kế hoạch tuyên truyền được triển khai từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 và hoạt động cưỡng chế do lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương thực hiện. Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an thành phố Hồ Chí Minh, qua 5 tháng đầu năm, trên địa bàn đã có 1 người chết và 5 người bị thương liên quan đến vi phạm tốc độ. Lực lượng chức năng cũng đã xử phạt hơn 41.000 trường hợp liên quan. Thưa quý vị, được thiên nhiên ưu đãi thì những năm gần đây, địa danh Nhân Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trở thành điểm đến đầy hấp dẫn của nhiều du khách. Nhân Hải có nhiều đảo nhỏ, bãi đá hay là bãi dạng san hô và thảm thực vật ngầm, rất là nhiều những bãi cát hoang sơ. Do đó thì tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ của làng chài này là rất lớn. Vài năm gần đây, làng chài Nhân Hải là một trong những điểm đến thu hút du khách khi tới Quy Nhơn. Nước biển xanh trong, những gành đá đẹp và san hô đầy màu sắc, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 7 dương lịch là mùa nước cạn, những dặng rồng mơ nổi sát mặt nước đã thu hút nhiều nhiếp ảnh gia, du khách tới Nhân Hải khám phá du lịch. Người dân Nhân Hải rất chú trọng bảo vệ rạng san hô gần bờ. Tổ bảo vệ san hô của mình bao gồm 7 thành viên, thì hầu như là ngày nào cứ 7 giờ là bắt đầu di chuyển ra ngồi đó để trực bảo vệ cái khu vực mà được khoanh vùng, được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp trao quyền. Nói chung là hướng dẫn khách đến lành bảo vệ cái đàn san hô và bảo vệ cái khu vực mà 2,1 hecta khoanh vùng lõi. Với những ưu thế của thiên nhiên, Nhân Hải chú trọng phát triển mạnh về dịch vụ, du lịch biển đảo với các loại hình du lịch cộng đồng để du khách trải nghiệm như lặn ngắm san hô, câu mực đêm trên các bè nổi. Chờ tỉnh phê duyệt cái du lịch cộng đồng thì sẽ
xây dựng các cái ban quản lý du lịch để đưa bà con du lịch vào hoạt động nằm trong cái chuỗi hoạt động du lịch theo quy định của pháp luật cũng như là theo cái quy chế hoạt động của cái cộng đồng nhằm phát triển mạnh về du lịch cộng đồng của xã Nhân Hải. Với mục tiêu trong năm 2023 đón 50.000 lượt khách, làng chài Nhân Hải đang tích cực cải tạo cảnh quan, tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp có của làng chài ven biển này.